Mình đây, video này mình sẽ làm một video là đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like, đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Có cái núi tai nghe gì không? Vâng ơi. Tại phải nghe nhạc ngứa tai quá. Như vậy chưa mình đi chung nha bạn. Xin chào các bạn, bây giờ sẽ đi vào chị đông màu nha các bạn. Em đã có một phòng như vậy. Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình
động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình rùa ra rồi. Vậy là mình đã... Vậy là bây giờ mình sẽ tiếp tục. Em mới hót cho anh ơi, kể nỗi buồn nào anh trao em. Đến nay chỉ còn mà anh trông tin cá trong tâm trí anh. Em mẹ không mơ nơi này anh biết, phải làm cho ai kêu tên đêm trong tay lo nước mắt rơi. Em đã lòng tình yêu bao người mời con ta phải làm em. Ta từng yêu em rất nhiều. À này là cho tôi vẫn bắt đầu. Sợ em đi xe. Đéo chết được, đéo chết được. Thằng này anh đi đi xe thì có một cái khuôn mặt em thật xinh đẹp. Yêu này u tụi bắn đâu một thằng rồi, vãi hại cái mặt kia thì đâu lại, mẹ cứu rồi, bắn đúng một viên rồi mẹ tôi cấy chết, mẹ bắn hai viên yêu chết, mẹ toàn máu MB này mẹ đỡ được mẹ, nó nhưng mà nó có khỉa đâu nhỉ? Anh mẹ thằng này bắn rồi mẹ bay đầu, mẹ bướng thằng, mẹ giờ nó thích cho xin cái đầu nó cũng được. Nhưng mà đang làm cái này chơi FIFA chỉ là phẫu thôi, tô mò mới là chính. Yêu đã từng yêu em rất nhiều, và đấy lại đưa rồi, lại sắp hết pin rồi. Bước đâm cơn mưa, lúc xưa vẫn đứng đợi chờ. Mẹ đã chết hết rồi. Ý, mẹ đơ đấy, bị nổi 27% nhé. Mày là mấy tung vào xong nhé. Mày nó chặn nó chơi đấy, sạc nguồn ở đây. Mày sạc rồi. Mày sạc chưa? Ở đây, 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 đây. Nếu mày phải thắm trận này cũng được. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tung mỏ nhé các bạn. Tập nguồn ra đây. Hay bị nổi. Vậy là mình nhắc tôi một xong đấy các bạn nhé, cho mình xin một like đăng ký kênh, cảm ơn cả các bạn rất là nhiều.